Tuấn Kiệt Auto, 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Xin kính chào quý vị, các anh chị cùng toàn thể quý khách hàng. Hôm nay Tuấn Kiệt Auto chúng em vừa mới về một chiếc xe phải nói là siêu lướt, cực kỳ đẹp đấy. Và độc nhất trên thị trường luôn. Jaguar XF Prestige model 2019. Một Jaguar XF Prestige này, cái phiên bản 2019 này thì nó là cái thế hệ thứ hai của Jaguar XF. Vận hành thì mới được có 20.000 km thôi, chưa hết lốp đà, mới đến 99% mà đăng ký biển số Hà Nội, tên cá nhân chính chủ. Bây giờ em mời mọi người cùng đi một vòng nhé, để xem cái Jaguar XF, cái model mới này thì nó không có cái gì khác và hơn so với những cái phiên bản cũ. Cái đầu xe cabo dập nổi rất là thể thao, mặt ca lăng hình tổ ong, có logo hình con báo ở giữa, trông hầm hố lắm. Cụm đèn thì là cụm đèn full size, full led. Tất cả các cái hệ thống đèn luôn ở trên xe đều là full led, rất là sáng. Có auto điều chỉnh sáng tối, rồi là góc cua theo góc chiếu sáng theo góc cua, rất là hiện đại. Về thiết kế tổng thể thì Jaguar XF cái model 2019 này nó rộng rãi nhất phân khúc luôn. XF thì nó cùng phân khúc với cả Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Lexus GS và Audi A6. Nhưng chiếc xe này thì là một là thiết kế rộng rãi nhất. Và theo mắt em thì phải nói là nó là đẹp. Thiết kế thì nó là còn hơi kiểu điệu điệu, vuốt vuốt kiểu coupe. Đấy. Nhưng lại cũng rất là lịch lãm và sang trọng. Đèn sau đây ạ. Các chi tiết ốp mạ thì còn sáng bóng luôn. Biển thì biển số thì cũng được. Theo em như thế này là đẹp lắm rồi. Sơn zin thì còn đến 99%. Dàn lốp theo xe. Xe mới có 20.000 km thôi mà. Em mời mọi người cùng xem cái khoang nội thất nhé. Chính vì có thiết kế rộng rãi nhất phân khúc và cái trục cơ sở dài nhất, cho nên là cái khoảng để chân nó rất là thoải mái luôn, nên là dư dả, thoải mái. Nội thất thì da cao cấp 100%, trần da lộn. Và còn phải mới, nói chung là bây giờ mà bọc cái ni lông vào thì chẳng khác gì xe mới cả. Sở rất là thích, rất là mịn. Cùng với đó là những cái chi tiết ốp gỗ và mạ carbon. Đấy, rất đẹp luôn. Rèm chắn nắng. Hàng ghế trước thì được chỉnh điện 8 hướng, có nhớ 3 vị trí. Và cái phiên bản Prestige này thì nó được trang bị option nhiều hơn so với cái phiên bản Pure. Cửa gió điều hòa tự động đóng mở. Đây. Cái điểm khác biệt giữa cái phiên bản Prestige và cái phiên bản Pure thì là hệ thống loa. Loa Meridian 17 loa, còn bản Pure thì là 13 loa. Rồi là màn hình. Màn hình của bản Prestige là màn hình 10,8 inch. Còn bản Pure thì ở đâu đó hình như là 8 inch ấy. Mặt đồng hồ nữa. Mặt đồng hồ của bản Prestige thì trông nó thể thao và mạnh mẽ hơn. Với cái cụm hiển thị vận tốc và vòng tua thì được làm nổi của 3D. Với màn hình hiển thị thông số ở giữa này là màn hình điện tử. Còn màn hình của bản Pure thì nó là cái màn hình 10 inch đơn giản.
giống như là cái màn hình này thôi. Đấy. Trang bị trang thiết bị tiện nghi thì phải nói là trang bị đến tận răng luôn. Rất nhiều những cái chế độ lái eco, comfort rồi là vân vân, rất nhiều. Ở phía dưới này chúng ta có thể lựa chọn các cái chế độ lái như là phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp, nói chung là rất nhiều. Nếu mà em kể hết ra thì nó rất mất thời gian. Đấy, những cái thông số đấy. Vô lăng thì là vô lăng 3 chấu, đặc trưng của nhà Jaguar. Có các cái phím để điều khiển cruise control, limited, rồi là đàn thoại rảnh tay, điều khiển đa phương tiện, lấy chuyển số thể thao ở sau này. Táp lô ra rất đẹp. Hiện tại thì còn về động cơ thì Jaguar XF Prestige trang bị động cơ 2.0 số tự động 8 cấp, cực kỳ phù hợp với cái địa hình cũng như là cái cung đường ở Việt Nam, lại tiết kiệm nhiên liệu nữa. Jaguar XF Prestige hiện tại ở trong hãng thì đang bán ở với giá ở Việt Nam là 2.8 tỷ. Chưa có biển số, có nghĩa là chưa có thế trước bạ đâu. Đấy, ra biển để lăn bánh được thì nó khoảng tầm 400 triệu nữa. Rồi khoảng hơn 3 tỷ, khoảng 3 tỷ 2. Và chiếc model 2019 này thì bên em đang bán với giá là 1 tỷ 880 triệu. Rất đáng để quan tâm và lựa chọn đấy ạ. Chất xe thì không phải bàn. Mọi người có thể đi kiểm tra, đi test thêm một lần nữa. Bên em đã kiểm tra rồi. Nhưng mà người quan tâm thì có thể đi kiểm tra, đi test thêm một lần nữa tại bất kỳ các cái gara nào hoặc là tại đại lý chính hãng của Jaguar Land Rover Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các anh chị đã theo dõi video của Tuấn Kiệt Auto, 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Người quan tâm đến chiếc xe này, em mời đến trực tiếp salon em đây. Đấy, hoặc liên hệ đến số điện thoại hotline đang hiển thị ở trên màn hình. Đấy, em sẽ tư vấn kỹ hơn cho quý vị và các anh chị về chiếc Jaguar XF 2019 này. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Kính chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong những video sau của Tuấn Kiệt Auto.